tiếp tục tiến vào một cánh đồng quý vị ơi. Ở đây một con đường đá thì đi vào giữa cánh đồng luôn này. Hôm nay ruộng mới cắt hết rồi, đây có chạy quý vị. Mình cũng còn nhiều người khổ lắm quý vị, cho nên là ở đâu mà khổ thì đến đó giúp thôi. Cái này thì có quỹ của mình, của bên anh Nhung á, anh Nhung vận động để cho những người nào khó khăn. Thì mình thì mình không phải làm riêng cho cái kênh YouTube của mình gì cả, thì ở đâu có những vấn đề khó khăn mà anh em có cần gọi mình thì mình thì cùng chung tay thôi. Biết là phải làm riêng cái kênh YouTube cho bản thân gì cả, muốn chia sẻ đến quý vị những người quan tâm đến những cái vấn đề bất hạnh, những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên khu Việt Nam mình. Cũng có một số quý vị cũng có nhiều cái tấm lòng muốn giúp đỡ và quan tâm đến những cái vấn đề bất hạnh, rồi cũng muốn có người chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn để cho người ta xem. Có người thì nói chung thì người ta thương người ta xem thôi, ta xem ta có cách lòng người ta xem những cái vấn đề khó khăn người ta thương người ta xem thôi, chứ không phải là xem để giúp đỡ. Thì trong số đó thì cũng có người muốn xem để thấy được những hoàn cảnh khó khăn thì giúp đỡ, nhưng mà nếu không có ai chia sẻ thì người ta sẽ không thấy được. Người ta muốn giúp mà không giúp được, cho nên là mình cũng chia sẻ đến toàn thể quý vị những cái hoàn cảnh thì ai cũng từ lòng tự nguyện, phải ai muốn giúp thì giúp, ai không giúp thì xem để đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, ta có cái thương cái gì. Bây giờ chạy qua cái cầu bê tông ở đây chắc đi chung chứ đi riêng lát không biết đường ra luôn á. Bên đây đồng lúa chưa cắt đẹp không cái gì ơi, đồng lúa quê hương Việt Nam ở đây có miền Tây sông nước. Tiếp tục chạy vô chưa không biết nhà, đi theo thôi. Hôm nay đi theo hỗ trợ cho nhóm của em Nhung. Thì nhóm em Nhung thành lập cũng lâu rồi nhưng mà không có quay video, thì cũng chỉ đi làm thôi. Rồi hôm nay tôi cũng đi làm để hỗ trợ cho, tại vì nhóm này đa phần là phụ nữ không ạ, cho nên là vấn đề quân giác này kia, đồ gạo nè nặng nè kia cũng hơi khó khăn, cho nên đi theo hỗ trợ cũng chia sẻ đến quý vị lại những cái đoạn video mà trong cái trường hợp của ngày hôm nay để quý vị cùng xem ha. Rồi thôi mình cũng chạy tiếp vô cây hoàn cảnh mình thế nào. Rồi đã đến nơi rồi quý vị ơi, thì theo tôi tìm hiểu thì đây cũng là một cái căn nhà tình thương quý vị, phần lớn là những hoàn cảnh người khổ hoặc là nhà tình thương không à, cho nên là mới khổ dữ lắm mới giúp đây. Ơi nằm đi, nằm đi. Bà bị thối quá, thối sống quá, người không ngồi dậy nổi. Thì bà nằm đi, chứ đâu cần phải ngồi đâu. Nằm đi. Cái nhà này nhà tình thương, còn gạch là người ta cho, chứ không phải nhà có điều kiện. Bà có con cháu gì không chị? Có một người, nhờ chồng bà. Có hai đứa con à. Hai đứa con, tôi đau nhiều quá tháng rồi. Có hai mẹ con à, bán vé số á, thì hàng ngày cho mẹ chích thuốc, mỗi ngày 100 ngàn. Cho nên là mới hỗ trợ gạo, bữa lên xin em gạo luôn. Dạ, con chào cô nghe. Dạ. Cô tên gì? Dạ, tên Hiệp, 74 tuổi. Mình ở đây xã gì cô? Xã Mỹ An. Dạ. Ấp gì? Dạ, ấp Mỹ Thị A. Nhung lấy cái mền. Mỹ Thị A ha. 8 ngàn cô đi. Rồi bà nằm đây, bà nằm đi con. Dạ. Ngồi dậy không được. Rồi. Cô nằm đi thôi, đắp ngang cái eo. Cô bị thối quá, còn sống hả cô? Dạ, dưới xương sống có gai, chụp phình Mỹ An rồi. Dạ. Rồi con cô đi bán vé số hả cô? Dạ, có hai người con à. Trời ơi. Bán vé số là đi cho mẹ chích thuốc. Còn gạo để thiếu. Trai hay gái? Trai, trai nhỏ. Nhỏ hả? Nãy cũng hai mấy, 30, lớn là như ý là con nhắc tuổi rồi cô? Nãy có ghé quán mình á. Rồi em kêu về đây đi. Rồi có số điện thoại không? Em gọi cho luôn em. Mới đi cúng. Có số điện thoại điện em về đi cơ. Dạ, cảm ơn. Đạo này cũng gần 7 tháng rồi. Dạ. Ngồi dậy nằm dậy không luôn, khóc. Dạ, cô nằm đi con. Dạ. Rồi giờ vậy là chú còn không? Dạ không có, ông chết rồi, con tôi mới 4 tuổi. Dạ, cô ở đây là có hai mẹ con. Có hai mẹ con. Mình có đất đai gì không cô? Không có, có nhà không? Hủ hồn mà, dạ. Ở giữa đồng mình sẽ có nhà không cô? Dạ.
có cái nào thôi, cũng nền không có gì tưng của cây cối của người ta hết. Đây nè, đây chụp đi. Đây là căn nhà tình thương của chị. Cho lấy căn nhà tình thương, đúng không? Cô chú tiệm ngoài sân đẹp quá. Gọi theo chạy nhà cái đi rồi. Cũng tạm ổn rồi, quý vị. Ở thấy cái nhà bà thờ có cái chứng minh nhân dân con trai con hình vậy? Dạ con trai chết hồi 34 tuổi, hôm nay 38 rồi. À, chắc hồi nhỏ cho cái hình bự vậy hả? Dạ, nhà ông cứ biết ông hoài vậy đó. Dạ. Ông đi hoài dùm. Thì sao có chứng minh nhân dân nữa? Dạ có, để đó chứ bị gì, nó chết hồi 34 rồi. Em của em chết cũng đã chứng minh. 34 tuổi nha. Con xin trích cái quỹ từ thiện của con. Dạ. Thì đây là 500 ngàn của Kim Si Nguyễn ở Mỹ. Dạ. Gửi tặng cho cô. Dạ con trích thêm cái quỹ 500 ngàn nữa. Đây là cái 500 ngàn này của chị Lý Sương ở Mỹ. Dạ. Tặng cho cô. Cảm ơn. Là tổng cộng là tặng cho con 1 triệu ha. Bây giờ tôi cũng nói chuyện. Giờ dạ. Mẹ con tôi quá khổ mà mấy chú thương mẹ con tôi đến đây cực khổ. Thì cái tình nghĩa là tôi không biết nói sao, tôi rất cảm ơn. Dạ. Con chào bạn nha. Dạ. Mẹ con bữa nay con đi chung đây thì con biết đến là con thấy bà, thì con thấy bà thì chẳng rất là tội nghiệp. Con cũng có chút phần quà nhỏ con gửi đến bà. Tội nghiệp quá em. Cảm ơn. Dạ con chúc bà giờ sức khỏe, bệnh tật thì ta biến mất cho bà. Dạ. Dạ. À, thì này, đây là vợ mình với cô chú chị. Đây là chị. Con tôi. Dạ. Dạ dạ dạ. Nói gì nữa? Nói gì anh đâu? Thì dạ đi à, nghe nó cúng với nó kêu xuống ăn mùng năm mà. Dạ. Dạ. Nay mấy rồi? Nay mấy rồi? Nay ra mùng một à? Ủa ăn năm sớm vậy? Dạ. Tại nó cúng là sớm. Dạ. Hàng ngày mình đi bán vé số hả? Dạ, bán vé số à. À, có vợ con gì chưa? Dạ không. Vợ vậy luôn mẹ đó hả? Anh năm nay nhiêu tuổi rồi ha? 35 rồi. 35 hả? Dạ. Trúng ngay tuổi mùi luôn ha. Một ngày bán được nhiêu tờ lận? Dạ, 100 mấy à. 100 mấy ha. Đây mình lội bộ đi hay có xe đi không anh? Dạ, có xe đạp anh. Rồi đi xe đạp ha. Rồi. Thôi anh cố gắng lo cho mẹ ha. Cố gắng cho mẹ nha, nếu mà có duyên thì mình gặp tiếp nữa ha anh ha. Dạ, dạ. Em tên gì? Dạ, em tên Được anh. Được hả? Dạ. Rồi, có số điện thoại không em? Dạ có, cái chị kia chị có đó. Rồi rồi, cảm ơn anh. Rồi rồi. Rồi anh em mình lên đường đi. Rồi, rồi, rồi cố gắng lo cho bà nha. Rồi rồi. Chào bà nha. Dạ cảm ơn. Dạ con chào bà nha. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Ta chỉ con nhà trong đây cũng vậy mà sao sao chạy được đây mà sao kỳ vậy? Cúp một. Nhà đâu cô? Ủa cô, nhà này đường này đi được không? Cô qua đây hen. Qua đây không? Dạ. Chèo qua phía này đậu xe qua luôn đi. Ơ dạ. Đéo quá. Chắc căn nhà này đi quá. Cô bị tai biến quý vị. Cái hoàn cảnh này là một người bị tai biến mà do ở trong cô ở trong đây nè, rồi không có dám ở một mình, không dám ở trong đây, sợ nửa đêm nửa hôm có gì á, cho nên ra nhà của người thân ở ngoài để lỡ có gì á thì có chuyển đi kịp. Mình mới nghe lại câu chuyện như vậy. Có mình một hả? Không, chồng thì chết mà con không có. Thì hen. Dạ. Rồi bệnh hoài giờ mệt, bữa hôm nay tôi ngủ nửa đêm ối ỉ chơi chết giấc luôn. Dạ hả? Rồi kêu thằng em Út á. Dạ. Thì nó chở đi bệnh viện giùm. Dạ. Cho nên cô mới ra ngoài ở, đừng có gì đừng dễ đi đó ha. Dạ. Dạ. Cô trong đây cô có ruộng vườn gì không? Hả? Cô trong đây có ruộng vườn gì không? Không có ruộng. Không có ruộng. Chỉ có cái nền nhà này thôi hả? Có nền nhà này. Dạ. Mệt. Cũng có được cái nhà cũng quý rồi. Cái nhà này hồi đó rồi đi bằng mướn bằng thuê mà ông còn sống rồi em Út đau đậu cho thêm. Dạ. Bằng mướn bằng thuê với người thân cho thêm cất ha. Dạ. Dạ. Nào đẹp đi trước đi. Nhung. Ừ. Nhung của Lộc TV. Vậy là vợ Lộc đẹp. Vợ Lộc đẹp nhất. Thế em đẹp nhất. Ừ. Thấy Mai. Đây người đẹp số 2. Số 2. Nhung. Rồi sao người sau cùng đó sao dành mình là Út vậy? Lại Thảo hả? Dạ. Rồi tới người này là Trinh. Nhớ ngày luôn hả? Nhớ bệnh. Mệt. Nhà cô cũng là nhà tình thương em với cô chú chị. Đóng đu đuối luôn. Đánh 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 đánh
tim hả? Tai biến là tim hả? Tai biến rồi nó biến qua giờ tim nó mệt đi cho thấy. Tai biến là tim mà đi con này cũng nhiễm. Nó bắp chắc cô cũng Tai biến hổm lên trên phục hồi chức năng Đồng Tháp nằm hết một Cao Lãnh nằm một tháng. Rồi gì nó hơi đỡ ngọng đó. Hổm nói chuyện hơn. Đỡ ngọng nha. Nay đỡ ngọng đỡ mà mập. Cà tông đỡ hơn. Mập. Vậy nãy xin lỗi con nha, tại giờ tưởng cô nói trên nói chuyện vui cho nên là nhái con. Không có bệnh. Ủa nhái chị, lộn xin lỗi chị. Cô ơi, nhém cho con xin nhỏ hoàng. Nhém cho một tấm lòng gửi cho cô một bao gạo 10kg và bao thơ với một thùng mì nha con. Rồi giờ cô không biết nói gì hơn thôi, cảm ơn lòng của hảo tâm của mấy anh em. Dạ. Giúp đỡ cho tôi sống ngày nào nữa được ngày ngày đó đi. Rồi thôi nó đúng cái gột quá. Vô đây nhà anh Nhung chụp nhiều chị. Chứ biết được, không biết giờ được ngày nào nữa đó. Ừ. Thôi cố gắng lên cô ơi. Cố gắng lên nha. Thì đó giờ sống ơn vậy đó. Rồi rồi ông chồng chết nay hơn 4 năm rồi. Chồng chết nay 4 năm rồi hả? Ừ, mà con thì không có. Mà không có con luôn. Không. Có... Sống nhờ lòng hảo tâm là nhiều nhất. Có ai nuôi không? Hay là sống mình luôn hả? Mình luôn vậy đó, rồi đau khi đau nhiều quá thì nhà cháu kêu mình gì. Chào cô. Cái đường này vậy sao mà ta lỡ mình đau ốm sao đi ra ngoài đời lộ được. Chị muốn vợ đâu dám ngủ nhà đâu, đi lên nhà nãy ngủ á. Dạ. Của thằng em ốp nhà của mẹ trên đó nó ngủ. Dạ. Có gì đặng nó ginh đi dừng cho nó. Tội nghiệp quá. Cô năm nay mấy mươi rồi cô? 65. Ủa 65. 65 thấy còn trẻ vậy ta. Vậy là nhỏ hơn em tới ủa lớn hơn em chứ lộn. 14 tuổi. Nay tuổi cơ cho con gà đứa nay 65 rồi đó. Thôi con giữ gìn sức khỏe tụi con về hả cô? Rồi cảm ơn mấy anh em cộng đồng. Giữ gìn sức khỏe cô ơi. Dạ các cô chú anh chị. Tại cũng còn đi nhiều hoàn cảnh quá cho nên cũng hay gốc. Cảnh lắm cô ơi. Dạ. Cảm ơn cô nghe. Dạ để con vô coi tham quan nhà. Có cái đi thẳng luôn.